Ngày 2 tháng 1, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bắt giữ Hoàng Anh Luân, đối tượng cầm đầu cùng 8 đối tượng khác đều trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế về hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Tại cơ quan công an, Luân khai nhận quản lý một tài khoản cá độ bóng đá cấp Silver tương đương 70 tỷ đồng. Sau đó, Luân cấp tài khoản Master cho các đối tượng còn lại để tổ chức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Trong khi đó, công an xác định tổng số tiền giao dịch trên tài khoản bóng đá do Luân cầm đầu để tổ chức đánh bạc và đánh bạc cùng đồng bọn trong hơn một tháng qua là hơn 3,5 triệu đô la Mỹ, tương đương 176 tỷ đồng.